chai mangalam otamangara Nam mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tâm Ma trên phao thống mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam thì 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Khmer kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu.
nay, ngày 14 tháng 4 năm 2020. Để mở đầu chương trình, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiền thệ. Thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bố Tha Giá, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và tiếp theo đây thì con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu. Bây giờ thì con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Bụt Thầy. Có thấy rung chưa? Ồ, tốt quá. Nam mô Bụt Thầy nhé. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng tịnh văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua bài kinh 102. 5 và 3. Bài kinh này phiên bản của bài kinh Phạm Võng ở trường Mục Kinh. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có gặp trường hợp đó, như là ở trong trường Mục Kinh thì có bài kinh Tứ Niệm Xứ là phiên bản của bài kinh Đại Niệm Xứ trường Bộ Kinh Vậy. Thì bài kinh 5 và 3 đó, ở đây Đức Phật Ngài trình bày về những quan điểm của các Sa Môn, Bà La Môn nó liên quan đến
cái tà kiến. Sở dĩ gọi năm là vì các sa môn và la môn thường họ chấp về chúng sinh sau khi chết không bệnh, có tưởng chúng sinh sau khi chết không bệnh vô tưởng, chúng sinh không sau khi chết không bệnh phi tưởng phi vi tưởng. Có một số sa môn bà la môn họ chấp quan niệm về đoạn kiến, rồi quan niệm về niết bàn hiện tại. Đó chúng ta nói năm. Còn nếu nói ba thì trong ba cái đầu gọi là không bệnh, không bệnh, không bệnh. Ở trong chú giải thì chữ không bệnh ở đây arogo tức là nicho, tức là thường. Nếu mà chúng ta nói có ba thì chấp thường kiến, chấp đoạn kiến và chấp niết bàn hiện tại. Cho nên bài kinh này được gọi là năm ba là như vậy, năm và ba. Bài chất tài giác năm và ba. Từ ở cái bài từ ở chỗ quan niệm nói năm và ba đó, nó sản sinh ra những cái tri kiến khác. Tất nhiên ở trong cái bạch văn của bài kinh này, khi mà chúng ta đọc vào chúng ta khó có thể hiểu được, bởi vì cái này nó thuộc về tư tưởng, nó thuộc về triết học của các đạo giáo trong thời Đức Phật. Mà những tư tưởng triết học đó, nếu không có cái chức thí trụ trí, chủng trí của bậc chánh đẳng chánh giác ngài giải thích và ngài điềm chỉ cho chúng ta biết cái chỗ sai của nó như thế nào, thì khi mà chúng ta đọc qua những cái tư tưởng của các sa môn và la môn ngoại giáo thì chúng ta khó nắm bắt được, khó hiểu được. Có những tri kiến mà nếu mà hạng tầm thường như chúng ta có thể suốt cuộc đời chúng ta chưa có suy nghĩ đến, đừng nói chi là chúng ta chấp theo cái đó. Mặc dù chúng ta vẫn có cái thường kiến và cái đoạn kiến, nhưng mà cái thường kiến, cái đoạn kiến mà chúng ta chấp nó chỉ là đơn giản thôi, nó không phải là nó cầu kỳ, nó sâu sắc, nó tế nhị đến chỗ chúng ta bị lầm. Cho nên thưa quý vị, thế gian này người biết nữa là cái, nhưng mà cái giả chúng ta biết, chúng ra được bởi tinh
thì cái bài kinh ý của Bồ Tát ra, của các nghĩ cũng chưa tới các vị thinh văn A La Hán hay là những bậc hữu học, đừng nói chi là hạng phàm phu chúng ta. Chúng ta cũng may mắn là vì có sẵn cái bài kinh được trình bày ở đây đó, chúng ta có thể đọc hiểu. Nhưng mà ngày hôm nay trong cái bài kinh này chúng ta chỉ học có cái phân đoạn đầu thôi, thì chúng ta còn tiếp vào ngày mai. Thì ở trong cái giai đoạn đầu đó, thượng tọa giảng sư nên lưu ý chúng ta chỉ trình bày ba cái điểm nếu mà chúng ta thấy năm có hiểu, chúng ta trình bày ba cái quan điểm thôi. Nam mô Buddhaya, chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Hôm nay thứ ba 14 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2562. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh cho Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 102, kinh 5 và 3, 105, 106 sẽ được giảng sư Tệ Quyền giảng giải. Dạ, bây giờ thì con xin đọc chánh kinh nha, giống như kinh niệm xứ. Bài kinh này là một phiên bản Trung Bộ của kinh Phạm Võng của Trường Bộ. Bài kinh này cho thấy những luận thuyết tinh vi của hệ thống tín ngưỡng, triết học, tu chứng của Ấn Độ thời xưa cũng như hôm nay qua sự trình bày của Phật về 62 kiến chấp. Năm là ba quan niệm chấp thường, một quan niệm chấp đoạn, một quan niệm về hiện tại Niết Bàn. Ba là gom chung ba quan niệm chấp thường là một cộng với hai quan niệm còn lại. Sự chấp thủ y cứ trên ba quan niệm trên đưa đến sự viện dẫn về quá khứ, tương lai và hiện vật. Điểm thú vị là kinh Phạm Võng của Tam Tạng Pali là một phản biện đối tất cả kiến chấp của Bà La Môn giáo, thì kinh Phạm Võng Bồ Tát giới của Phật giáo Đại thừa là một công kích lớn đối với Phật giáo Nguyên Thủy. Tất cả những giáo lý về thế giới hoa tạng, duy thức, Bát Nhã, Tịnh Độ nhân gian để có gốc rễ bắt nguồn từ 62 lập thuyết của bài kinh Phạm Võng. Tuy bài kinh này vẫn
sống sót trong hệ thống Đại Tạng Kinh của Phật giáo Tây Tạng với tựa đề Bhaṃcācārya Sutta, mặc dù được xem là thuộc nhất thiết hữu bộ 1005 tổng thuyết về kiến chấp ngoại giáo, có hai cách nhìn vật tại. Một là theo quan niệm thường thức tất cả sự thực hữu ẩn hiện như con người, văn hóa, xã hội, cõi giới. Hai là nhìn tất cả là hiện tượng giới cấu tạo bởi những phân tử cực vi, dù là vật chất hay tâm thức, không có khả năng thấy được thế giới vĩ mô. Chúng sanh thường tạo ra những sở chấp y cứ trên siêu diễn. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Yatavana, tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn luận bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y cứ vào tương lai tuyên bố nhiều điểm sai khác. Ở đây một số tuyên bố sau khi chết tự ngã, không bệnh, có tưởng. Ở đây một số tuyên bố sau khi chết tự ngã, không bệnh, không tưởng. Ở đây một số tuyên bố sau khi chết tự ngã, không bệnh, phi tưởng và phi tưởng. Hay họ chủ trương đoạn diệt, hủy hoại, tiêu diệt các loài hữu tình hiện đang sanh tồn. Hay một số lại tuyên bố về hiện tại Niết Bàn. Như vậy họ chủ trương sau khi chết tự ngã, tồn tại, không bệnh. Hay họ chủ trương đoạn diệt, hủy diệt, tiêu diệt các loài hữu tình hiện đang sanh tồn. Hay một số lại tuyên bố hiện tại Niết Bàn. Như vậy những chủ thuyết này sau khi thành 5 trở lại thành 3, sau khi thành 3 trở lại thành 5. Đây là sự tổng thuyết 5 và 3. 1006 luận thuyết về tương lai. Sự hiện hữu trên nói theo hiện tượng giới là dòng chảy của những sát na sanh diệt nối tiếp nhau. Cả hai phương diện vật chất của như tâm thức, mỗi sát na có kết cấu và tự tánh riêng, có liên đới tương tác nhưng không thể gọi là có một chủ quyền. Theo quan niệm bản ngã, sự hữu hiệu của mỗi chúng sanh là một tiến trình, không thể nói con người ở thời điểm A với thời điểm B là một. Do vậy, những lập thuyết về tự hữu hiện tại và tương lai đều là bất cập. Ở đây này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã, có tưởng, không bệnh? Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã, có sắc, có tưởng, không bệnh? Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã, không có sắc, có tưởng, không bệnh? Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã, hoặc có sắc, hoặc không sắc, có tướng, không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã, hoặc không sắc, hoặc không sắc, có tưởng, không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương tự ngã, hoặc nhất tưởng, có tưởng, không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã, hoặc dị tướng, có tưởng, không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương tự ngã sau khi chết, hoặc thiểu tướng,
có tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc vô lượng tưởng, có tưởng không bệnh. Nhưng có một số tuyên bố thức biến này khi vượt khỏi trở thành vô lượng bất động. Về vấn đề này, các tỳ kheo Như Lai biết như sau: những tôn giả Sa môn Bà La môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã có tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc có tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không có sắc có tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc và không sắc có tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không sắc và không sắc có tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc nhất tưởng có tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc dị tưởng có tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc thiểu tưởng có tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc vô lượng tưởng có tưởng không bệnh. Hay Như Lai biết loại tưởng nào trong các loại tưởng ấy được xưng là thanh tịnh tối thắng đệ nhất vô thượng, tức là sắc tưởng, tức là vô sắc tưởng, tức là nhất tưởng, tức là dị tưởng. Nói vậy, vô sở hữu, một số tuyên bố vô sở hữu xứ là vô lượng bất động. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vi. Ở đây này các tỳ kheo, những vị Sa môn Bà La môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã không tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc không tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không sắc không tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc không tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không sắc không tưởng không tưởng không bệnh. Ở đây này các tỳ kheo, các Sa môn Bà La môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã có tưởng vô bệnh, một số phỉ báng các vị ấy vì sao vậy. Họ nói rằng tưởng là bệnh hoạn, tưởng là mục nhọt, tưởng là mũi tên. Đây là tịch tịnh thù diệu, tức là vô tưởng. Về vấn đề này, này các tỳ kheo, Như Lai biết như sau: những tôn giả Sa môn Bà La môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã là không tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc không không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không sắc không tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc và không sắc không tưởng không bệnh, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không có sắc không sắc không tưởng không bệnh. Này các tỳ kheo, vị Sa môn hoặc Bà La môn nào nói như sau: ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài hành, ngoài thức, ta sẽ chủ trương sự lai vãng tử sanh,
tăng trưởng, tăng thịnh hoặc tăng đại. Sự tình không có như vậy, biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn đoạn diệt các hành, hoặc được có sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát pháp hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vi. Ở đây này các tỳ kheo, những tôn giả sa môn, bà la môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã là phi tưởng không bệnh? Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc phi tưởng phi không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau chết tự ngã hoặc không sắc phi tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc và không sắc phi tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc và không sắc phi tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không sắc không sắc phi tưởng không bệnh. Ở đây này các tỳ kheo, các vị sa môn, bà la môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã có tướng không bệnh? Một số phỉ báng các vị ấy. Các sa môn, bà la môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã không tưởng không bệnh? Một số phỉ báng các vị ấy. Vì sao vậy? Họ nói rằng tưởng là bệnh hoạn, tưởng là mục nhọt, tưởng là mũi tên, không tưởng là si ám, đây là tịch tịnh thù diệu, tức là phi tưởng. Về vấn đề này, này các tỳ kheo, Như Lai biết như sau: những tôn giả sa môn, bà la môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã là phi tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc phi tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc không sắc phi tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc hoặc có sắc và không sắc phi tưởng không bệnh. Các tôn giả sa môn, bà la môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã không có sắc không sắc phi tưởng không bệnh. Này các tỳ kheo, những sa môn, bà la môn nào chủ trương sự thành tựu của xứ này chỉ nhờ những hành có thể thấy được, nghe được, tư duy được, ý thức được, đây được xưng, này các tỳ kheo, là tổn hại cho sự thành tựu xứ này. Vì rằng, này các tỳ kheo, xứ này không được xưng là có thể đạt thành sự thành tựu hữu hành. Mà này các tỳ kheo, xứ này được xưng là có thể đạt thành nhờ sự thành tựu không có hành nào còn lại. Biết rằng, cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và vượt khỏi pháp hữu vi. Ở đây này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn nào chủ trương đoạn diệt, hủy diệt, diệt tận các loài hữu tình hiện đang sinh tồn? Ở đây này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã có tưởng không bệnh? Một số phỉ báng các vị ấy. Còn những vị sa môn, bà la môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã không tưởng không bệnh? Một số phỉ báng các vị ấy. Còn những vị sa môn, bà la môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã phi tưởng không bệnh? Một
một số phỉ báng các vị ấy. Vì sao vậy? Tất cả những tôn giả Sa môn Bà La môn này hướng thượng tuyên bố có chấp trước, đời sau chúng ta sẽ hiện hữu, đời sau chúng ta sẽ hiện hữu. Ví như một người lái buôn đi buôn bán nghĩ rằng từ đây ta sẽ có vật này, ta sẽ được vật này. Từ cái này cũng vậy, những vị Sa môn Bà La môn này chúng ta nghĩ rằng cũng giống như những người lái buôn, khi các vị này nói đời sau chúng ta sẽ hiện hữu, đời sau chúng ta sẽ hiện hữu. Về vấn đề này, này các tỳ kheo, Như Lai biết được những tôn giả Sa môn Bà La môn này chủ trương đoạn diệt, hủy diệt, diệt tận loại hữu tình hiện đang sinh tồn. Những vị ấy sợ hãi tự thân yếm thế, tự thân chỉ chạy theo và chạy vòng quanh tự thân, ví như một con chó bị dây buộc vào một cột trụ hay cây cột vững chắc, chạy theo và chạy vòng tròn cột trụ hay cây cột ấy. Cũng vậy, các tôn giả Sa môn Bà La môn ấy sợ hãi tự thân yếm ly tự thân, chỉ biết chạy theo và chạy vòng quanh tự thân, biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có đoạn diệt các hành, biết được sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải thoát khỏi pháp hữu vi và đã vượt khỏi pháp hữu vi. Này các tỳ kheo, những Sa Bà La môn này luận bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y cứ vào tương lai, tuyên bố nhiều điều sai khác, tất cả đều tuyên bố năm xứ này hay một trong chúng. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sân Khai. Dạ thưa, để chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn cô Phong Lan, cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, để được pháp tính, để tự trì sư Minh Thông cùng sư công đức tăng đang hiện diện trong đông thân chào đến với tu nữ và xin đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puthang Phakkawan Tăng Apiwa De Miswa Kato Phakkawata Thammo Thammang Namma Sami Supatipanno Phakkawato Sāvaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân cầu ý tán dương ân đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyên nhân quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, nếu tôn được cùng chư Phật tử được an lạc trong chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, quả thật chúng ta học bài kinh năm và ba xuyên qua cái bài đọc, và trong kinh văn thì chúng ta thấy đây là một cái suy nghĩ, là cái quan niệm mà có thể nói rằng là rất là đa dạng của chúng sinh đương thời của Phật, và cho tới ngày hôm nay cũng như thế. Có nhiều người có một sự suy nghĩ chủ trương, và chủ trương pháp môn này suy diễn ra cái điều như thế kia, làm cho chúng ta cũng có, nó cũng rất là căng thẳng, rất là rối ren. Và đặc biệt như lời mà của Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói, chúng ta thấy bởi vì chính vì khi mà thế giới này chúng ta nhìn đó, theo cái quan niệm, cái nhìn, cái thấy của chúng ta nó xuyên qua cái tri thức của mình, thì cái nhìn đó nó, cái nhìn nó bằng một cái tâm thức mà chúng ta nghĩ như thế nào, kiến chấp như thế nào, trên cái, nó y cứ trên cái sự suy diễn đúng như vậy, và suy diễn đủ thứ đủ chuyện hết, mà từ cái sự suy diễn đó, có điều khi, có nhiều khi họ không có thông, không có hiểu biết một cách rõ ràng, họ đưa lên những cái kiến chấp như vậy. Là chúng ta thấy chỉ ba cái lý thôi, tức là chấp thường, chấp đoạn, hay chấp về một cái cảm giác lạc của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc,
cảm giác hạnh phúc trần gian. Họ cho đó chính là một cái niết bàn. Thì chính là cái sự suy diễn của chính họ. Đây, và đầu tiên thì chỉ có ba cái này. Rồi những điều họ suy diễn ra nó rộng hơn. Đó, tức là họ suy diễn cho rằng à, chấp về thế giới này nó sau khi chết tưởng hoặc là sắc hoặc là cái bệnh của chúng ta nó có đi theo hay nó không đi theo, cái hình hài thể xác này nó được hiện hữu tiếp tục hay là không hiện hữu tiếp tục, hay là cái tưởng này, cái sự hiểu biết này rồi nó sẽ theo ta hay nó sẽ mất, và cái bệnh này nó sẽ theo ta hay là không theo ta. Và có những cái tưởng tức là khi chúng ta chết thì cái bệnh này nó cũng chấm dứt, hay là khi cái tưởng đó nó cũng chấm dứt, và cái tất cả những cái sắc đó nó cũng sẽ đoạn tận, hay là nó sẽ hiện hữu theo ta trong đời sau. Và cũng vậy, cái không sắc hay là cái tưởng như cái phi tưởng vân vân thì là một chủ dài mà tất cả chúng ta khi mà đọc hay nghe một kinh văn, chúng ta cảm thấy rằng rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng. Kính thưa quý vị, như lời sư phụ Từ Siêu đã nói đó, nếu mà nói về trên cái không gian và vũ trụ này, những cái lý sự này mà nhiều cái chủ thuyết đó chỉ có Phật lực trí tuệ của bậc toàn giác, các ngài mới hiểu biết được sự đoạn tận, sự khởi sanh và sự tiến hành và sự chấm dứt nó như thế nào của các pháp hành hữu vi, của vật thể hay là của tinh thần nó như thế nào. Thì các ngài có một cái Phật lực, cái khả năng, cái Phật nhãn của các ngài nó rộng và nó thấy khắp cùng như thế, cho đến các vị thượng thủ tinh văn cũng còn bị giới hạn. Rồi các vị thánh tinh văn bị giới hạn, và chắc chắn là phàm phu của chúng ta không có một khả năng suy diễn một cái tường tận được. Cho nên họ mới chấp, chấp thường còn, chấp thường, chấp đoạn và chấp về cái niết bàn. Họ chủ trương cái hiện tại. Dạ thưa quý vị, nghe lại chưa? Quý vị nghe chúng tôi nói lại không? Dạ cảm ơn cô Quỳnh Ngọc, cảm ơn cô Lạc. Thì quả thật thì nó nói chấp thường là thường sao? Thường chấp thường còn một chúng sinh sau khi chết, chúng ta cái linh hồn của chúng ta sẽ đi về chỗ này, sẽ đi về chỗ kia, hay hoặc là chấp thường còn chấp một cái sự định mệnh, chấp một cái thần linh, một cái thượng đế sẽ ban phước và giáng họa, hay là một sự gia trì. Khi chúng ta chết, chúng ta đi về với các vị thần, các vị thánh này, đi về với các vị chúa kia, vân vân. Thì chính là những cái sự suy nghĩ đó, đó là một cái chấp thường còn. Mà chúng sinh thì thường bị chấp thường, tin về một cái số mạng, nghĩ rằng cái số mình nó như thế này, mình sinh ra trong cuộc đời nó bị như thế này, nó bị như thế kia, là do cái số mạng của mình, mà do ông trời ông sắp đặt như vậy, mà do coi như là cái phần số của tôi nó như thế, mà chúng ta không có thể mà có khả năng để giải quyết được vấn đề, không có khả năng chuyển hóa được vấn đề, mà cứ như thế ôm chặt, ôm còn có, rồi chấp nhận mà cứ làm theo. Ngay cả một cái chuyện chấp rằng sau khi chết mình niệm tưởng một hồng danh Phật, rồi mình sẽ được rước về cái cõi thiên đàng, hay là cái cõi tịnh độ. Ở nơi đó có tiếng chim ca, có tiếng chim hót, có tiếng ca lăng tầng già, nhà trời reo vang, vân vân. Tất cả những cái hình thái chấp đó nó mang tính thượng kiến, mà cái sự suy nghĩ đó nó không đúng đắn. Tất cả đều phải dựa trên nhân quả.
Chúng ta nhớ rõ, tất cả đều phải dựa trên nhân quả, chứ không có dựa trên cái số mạng, dựa trên cái định mệnh, dựa trên một cái con người nào mà đưa rước chúng ta cả. Một người làm ác cả đời, cuối cùng niệm tưởng nhiều hồng danh như vậy được hiện hữu, được đưa, được đón, hay là người ta cùng cùng có nghĩa là cầu, người ta cùng nguyện cho mình thì mình được. Như vậy thì đâu cần phải tu, đâu cần phải làm gì. Thì kính thưa quý vị, cái sự suy nghĩ của chính họ như vậy, họ không giải quyết được. Cho nên họ mong rằng sau khi chết, họ về với cái cõi giới của chính họ, họ về với cái Thiên Chúa của họ, họ về với cái thần linh của họ, họ về cái đấng tạo hóa của họ, đấng chúa tể của họ, họ xin và họ cầu, họ mong, họ muốn được như vậy. Sự thật ra mà nói, bây giờ cái hiện ngay cả bệnh trạng của Covid này, tại sao Phật lực lớn lao mạnh mẽ, tại sao không gia trì? Tại sao Chúa là có toàn quyền, toàn năng, tại sao nhiều con người đau bệnh như thế? Hay là A-la đâu để cho những đứa con của người phải chịu những thống khổ đi sao? Chúng ta nói không có phê phán, nhưng cái sự suy nghĩ của con người đó là quyền của con người. Họ cầu nguyện sẽ có pháp màu được hiện hữu, được đưa đến. Nhưng trên cái nhìn của Phật Pháp thì Phật không có nói rằng Ngài cứu, Ngài giúp ai cả, mà Phật Ngài dạy về cái nghiệp chúng sinh chết bằng cách tức là cộng nghiệp, chết bằng cách tức là cái nghiệp của chính họ. Họ chết trong cái đau bệnh, họ chết trong cái tuổi thọ của chính họ. Và kính thưa quý vị, Có nhiều người bình hoạn vẫn có thể cứu chữa được. Tuy họ có thể, họ cũng cộng nghiệp trong cái mùa dịch Covid này, nhưng họ có thể chữa trị thoát khỏi, tức là cái duyên nghiệp của họ nó không nặng. Còn nhiều người nặng mà vẫn chết. Cái cả ông tỷ phú ở New York là bạn của ông tổng thống Mỹ thì cũng chết, nhiều tiền lắm nhưng đều không có phương thuốc nào có thể cứu không được, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy không làm chủ được, mà do cái nghiệp lực của chính họ, và chúng ta bị cộng nghiệp. Mà cộng nghiệp như vậy thì dĩ nhiên cái nghiệp này không phải đổ thừa cái nghiệp, mà đổ tính chính là cái gì? Chính là cái hành động và cái cách sống của con người, hành động của con người và cách sống của con người đã để lại cho cuộc đời, hay để lại cho chính mình sự đau khổ như thế. Thì đấy chính là những cái tư tưởng của thường còn, của chấp thường. Họ chấp sẽ có một cái phương thuốc, sẽ có một thần linh, có một sẽ giúp họ qua. Sự thật ra mà nói, đói thì ăn rau, đau phải uống thuốc thì nó qua được. Dĩ nhiên có những cái sự mầu nhiệm, cũng có những cái sự tác động, nhưng cái sự tác động đó, cái sự mầu nhiệm đó, như trong kinh văn, lúc mà ở trong cái kinh mà kinh gọi là cái kinh châu Áo, hay cái kinh coi như là cái kinh Bharata đó, khi mà cả thành bị dịch thì Phật Ngài dạy Ngài Ananda tụng kinh Bharata cả đêm mà ba canh vòng thành Vaisali. Thì cái dịch đó nó được vượt qua. Thì ở đây muốn nói rằng nó có những cái cầu nguyện, có những cái bài kinh, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng áp dụng, nó cũng đều là đúng đắn, nó là hợp, nó là tốt cả. Muốn nói như vậy không phải là để chứng minh rằng Phật Pháp nó cũng có những cái đó, mà tại sao mình không cầu nguyện? Thì mình chủ nguyện cầu một cách chung cho tất cả chúng sinh, những bài kinh đó tụng đọc lên để cho mong cho tất cả vượt qua khổ nạn. Nhưng những gì mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy,
ngày xưa thì có Đức Phật, Ngài biết được cái duyên khởi và Ngài biết được cái phương thuốc điều trị, và Ngài phương thuốc điều trị đó. Chứ còn hôm nay chúng ta từ cái phương thuốc điều trị đó rồi chúng ta áp dụng cho ngày hôm nay, có những lúc nó có thể hiệu nghiệm, có những lúc nó không hiệu nghiệm. Đó là do cái khả năng, cái trình độ của tất cả và cái phước duyên của chúng sinh ngày xưa, và cũng như cái phước, cái duyên của chúng sinh đương thời, mỗi cái nó khác nhau. Chứ nó không, à, không phải giống như tất cả. Còn ở đây chúng ta thấy họ chấp cái thường còn, họ chấp cái thường còn một chục, chỉ là như thế thôi, chỉ chấp thường, chủ trương hoặc là bệnh hoạn đó, sau khi chết đó ngã nó có thể được tồn tại không tồn tại thì nó là một phương diện qua một cái năm rồi. Nhưng của sư phụ Từ Siêu nói thôi, giờ thứ ba đi, thì chúng tôi chỉ nói về cái thường, cái đoạn và cái hiện tại nhất bàn nha. Thì kính thưa quý vị, thì ở đây chính là con người không có, con người luôn luôn sợ hãi trước những cái sự đe dọa của cuộc đời. Chúng ta thấy cuối cùng họ cho rằng có khoa học, có dược lý, có dược phẩm, hay có đầy đủ những máy móc tối tân có thể điều trị, có thể nắng tạo ra con người, thì cũng có thể điều trị những bệnh hoạn của con người. Và mong con người sẽ được tồn tại và sẽ được miên viễn tốt đẹp, mà điều đó không giờ không có thể được. Con người sinh ra thì phải có già và có chết. Ye thamma he tu puppuwa te san sacce cha maha samano, pháp nào có nhân sanh thời pháp đó phải chịu quả diệt của nó. Đây là lìa dạy của Đức Đại Sa Môn mà Ngài Sa-chi đã thuyết cho Ngài Sa-la Phật là như thế. Thì chúng sinh khởi sanh lên, thì chúng sinh có sanh ra thì phải có đau, có bệnh, có chết. Đây là một chuyện thường tình. Có những lúc chết một người, có lúc chết hai người, có những chết số đông, hay là có lúc cùng chết, hay là người chết lẻ tẻ, chết do bệnh hoạn, chết do thiên tai, chết do tai nạn, chết do tuổi thọ, vân vân. Thì tùy theo cái ra đi của chính mình. Và ở đó nếu như con người chủ trương cái thường, thường kiến thôi, đã là một vấn đề mệt mỏi trong cuộc đời này rồi. Và rồi như vậy thì hỏi gì chứ, có một cái sự, có một thần linh hay có một cái đấng tạo hóa nào đó có thể cứu, có thể giúp hay không? Điều này là do từ cái nghiệp duyên của tất cả chúng sinh thôi. Có những cái chúng sinh, khi chúng ta đọc trong kinh văn ngày xưa, mà trong lịch sử chúng ta thấy có những, thấy những cái thành phố, hay thấy có những cái chúng, những cái dân tộc hay cái bộ tộc mà nó biến mất luôn. Đó chính là do cái gì? Do dịch bệnh hay do cái thiên tai nó nhấn chìm tất cả. Thì chúng ta biết rằng chỉ có một cái sự hủy diệt của cái gì, của nguyên tử thôi, cũng là khủng khiếp rồi. Rồi dĩ nhiên là nó có những cái vũ trụ quan này, nó có những sự xuất hiện về cái sự tàn phá của nó, về cái thiên tật mà nó quét qua cái trái đất của chúng ta, nó đụng vào trái đất của chúng ta thôi là coi như tất cả mất tất cả luôn. Khi như vậy thì chúng ta mới thấy cái lời dạy của Đức Phật nó tuyệt vời là như thế nào. Nó nói sự sống của tất cả chúng sinh rất là nhẹ nhàng, rất là khó có thể tồn tại và bảo tồn cho được. Chúng ta thấy có nơi nào mà dược lý, y học hay cái sự trị bệnh cho bằng nỉ, nhưng thì bây giờ cũng bỏ tay. Thì cầu mong sẽ có những phương thuốc, cầu mong có những cái liều thuốc để đối trị với cái dịch Covid này. Rồi sẽ có, còn như khi sẽ có đó, ai còn tồn tại, ai ra đi thì đó là do cái nghiệp duyên. Do cho cái nghiệp duyên thôi. Cái tuổi thọ của mình sống, cái phước duyên của mình không có bệnh hoạn là mình có thể tránh né được. Có một số người
khi đọc có chúng ta khi đọc có những cái chuyện nó họ chỉ gặp tiếp xúc có một lần thôi, nhưng họ cũng kỹ lưỡng một chút xíu, họ cũng đeo khẩu trang, họ cũng tránh xa. Nhưng nếu có một chuyện tức là họ vẫn bệnh, họ đụng vào một cái gì đó, khi họ đã cởi khẩu trang, khi đã họ đã không còn đeo cái bao tay, họ đụng vào cái chỗ đó của người nào đó thì người ta cũng dễ lây bệnh. Hay là chúng ta ở nhà mà có một người đi rồi đi về em về kéo cả đám, ở đây cho cả đám, cho tất cả những người thân trong nhà, thì đó mới nói cái một sự cộng nghiệp chung. Và còn vậy thì nó lây được tất cả, cũng có những lúc có những người nó lây qua nhưng nó lại không phát triển, nó lại bị được triệt tiêu, vân vân. Thì ở đây chính là do cái gì? Là có những cái mà do tránh né, có những cái mà do phòng hộ mà nó được vượt qua, chứ không phải là cái nghiệp chúng ta cứ đổ thừa cái nghiệp là à, cái mạng tôi nó được thì nó tôi bệnh là tôi sẽ bệnh, tôi không bệnh là không bệnh, như vậy cho nên tôi không có cái sự tránh né, không có cái sự hộ trì, không có sự phòng hộ. Kinh văn Phật dạy một cách rõ ràng như vậy. Và cái tư tưởng mà chấp rằng à, mình chết nó như thế này, mình sống nó như thế kia, và sau khi chết mình sẽ được cái này, mình sẽ mất cái kia, vân vân, và cái này nó được tồn tại hay không tồn tại, thì đó là chính là những cái sợ, những cái suy diễn, những cái kiến chấp của tất cả chúng ta. Đó là chính chúng ta có thể có cái quyền, chúng ta được cái quyền suy nghĩ như vậy, được cái quyền mà cho rằng như vậy, nhưng quả thật nó sẽ không không ai có thể cấm chúng ta, nhưng tự chúng ta phải nói rằng phải biết giữ gìn thôi. Cái chấp thường này nó rất là nhiều. Chúng ta biết, chúng ta bỏ nhân quả, chúng ta bỏ đi cái nhân quả, chúng ta không giữ cái nghiệp báo, là chúng ta rơi vào thường kiến đa phần. Tất cả là nhân quả thôi, chứ không có chuyện gì hết. Không có ngày giờ, không có sao hạn, không có có định tinh, định thần gì cả, mà không có một thần linh nào, không có một cái gì cả, mà ngày nào có người làm lành, ngày đó là ngày lành. Ngày nào có người, giờ phút giây nào nghĩ tốt, giờ đó sẽ được tốt. Tháng nào làm việc tốt, tháng đó sẽ tốt. Năm nào làm việc tốt, năm đó sẽ năm tốt. Còn nhiều khi năm đó là năm thiện lành với chúng ta, mà chúng ta được sanh vào cái sao mà tốt đẹp. Năm đó không có bị coi như là tam tai, không có bị oan ốc, không có bị sao chiếu mệnh, la hầu cái đô gì cả. Nhưng năm đó chúng ta làm cái việc ác, chúng ta không làm cái việc lành, chúng ta không tu tập việc lành, thì năm đó cũng là năm xấu thôi. Nhưng nếu như năm đó là những sao xấu, mà theo cái thường kiến của con người, theo cái thường chấp của con người, mà chúng ta làm những thì kiếp tới đây cái thường này nó rất là chúng sinh chưa về đó, hay là chưa về chấp đoạn cái chết nó sẽ chấm dứt tái sanh, có cái sự khởi tất cả cha của mẹ mà chúng ta có phải rồi sau khi chết à, vậy cũng không có của mẹ cả, của trời đất, của phạm thiên, của Phật phát tâm con người bằng cái sức khỏe thì mình được lâu mình yếu, hay là mình khỏe thì mình được nhiều, mình yếu thì nhiều. Ở đây có người mà đọc chấp đoạn á, thường họ còn có sợ sệt một chút xíu, sợ cái quả báo của đời. Nếu mà làm ác như vậy thì mình đẹp không có để đức lại cho con, trồng ớt ăn ớt, trồng cam ăn cam, vân vân. Họ suy nghĩ về cái nhân quả một phần thì họ không có sự suy nghĩ,
Còn những con người mà đoạn kiến á, cho nên nó có dịch Covid hay nó có những cái cái hạt nhân phá đi tất cả những cái gì có mặt trên cuộc đời này, bởi vì họ chỉ có một sự suy nghĩ con người tất cả để hủy diệt cuộc đời, hủy diệt cái sự sống này. Nếu như lúc có cái điều kiện và khi đó họ, chúng ta nghe đó, khi đó họ cầm gươm, họ cầm những cái hạt, họ cầm những cái nút bấm của hạt nhân có thể gây nguy hại cho cuộc đời, thì chúng ta thấy cái sự sống của chúng ta nó rất là phiêu, nó rất là mong manh, nó rất là sơ, nó rất mà không có chúng ta gọi là che chở bảo đảm cho chính. Chính vì họ chấp không có đời sau, không có cha, không có mẹ, không có phạm thiên, không có tội, không có gì cả. Mà con người do cha, do mẹ tạo thành kết quả yếu tố đó, cho nên chả có công đức gì là cái sự giao thoa của cha, của mẹ là như thế. Rồi chúng ta có mặt và điều đó bây giờ mạnh được thì yếu thua, hay là chúng ta chiến thắng được hoặc tụ được, có đầy đủ được thì họ cho họ là tất cả. Và vì vậy ngược lại sẵn sàng hạ đau, không có lưu tình, đúng vô phạt, không có đúng đắn, thì chúng ta thấy cái tinh thần đoạn kiến hay cái tinh thần vô thần thì rất là nguy hiểm, rất là ghê gớm. Thà là chúng ta chấp thường kiến một chút xíu mà nó còn có cửa cứu, còn có lối thoát, còn chấp đoạn kiến, là những chúng sinh này về sau rất là đau khổ, sanh vào địa ngục hay tái sanh là những bạc sanh, phước dư sót sanh là làm con người rất là ngu si, đần độn, mờ ám và khổ đau vô cùng, sống xa đê tiện do những cái chấp kiến đoạn, chủ trương đoạn kiến, một sự nguy hiểm khôn lường. Những con người chấp đoạn và chủ thuyết về đoạn kiến đó mà cái thứ thuyết vô thần chủ trương này, thở xa xưa trước thời Phật và đương khi thời Phật đã có và cho tới ngày hôm nay thì nó diễn tiến quá nhiều. Mà chúng ta học và nghe thấy những thuyết thuyết hữu thần, vô thần, hay là chúng ta thấy ngày hôm nay ngay cả cái chủ thuyết của hiện sinh của mình, chính vì chủ thuyết hiện sinh và cho rằng bệnh hoạn là khoa học này, những cái khả năng của máy móc tối tân của khoa học hiện đại có thể giải quyết được tất cả những chuyện gì mà con người cần thiết tới, con người cần giải quyết tới. Phải nói rằng khoa học và cái sự tối tân của nền khoa học nó đã giúp nhiều cho đời sống của con người được tồn tại, ít bệnh và tránh đi những cái hiểm họa khôn lường. Nhưng có những cái khoa học và những sự tối tân về y khoa của ngày hôm nay, chúng ta cần phải có một cái nhìn thực tế, nó thấy rõ như vậy. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy dịch ngày hôm nay vẫn chưa có thuốc để điều trị một cách vững chắc. Đó chính là cái gì, kính thưa quý vị? Chúng ta phải có một sự suy xét một cách rõ ràng. Quý vị còn đang nghe chúng tôi nói không ạ? Quý vị còn đang nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Từ Bi, cảm ơn cô Hoàng Nghiệp, cảm ơn cô Khánh Na. Sự chấp thường, chấp đoạn nguy hiểm. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta nhớ chấp đoạn kiến. Là một cái điều mà chúng ta gặp những sự đắng cay hay chúng ta hiện ở làm, nó làm cho chúng ta suy nghĩ
không biết không biết có hay không, có tội hay không, tại sao mình sống đúng mà tại sao mà nó lại như thế. Còn những người họ ác, họ không có có cái hành động, cái lời nói và suy nghĩ tốt, nhưng họ lại được tốt. Tại sao mình khổ sầu quá? Thì cái đó là cái sự suy nghĩ của mình. Và từ chỗ đó mình thật sự có nhân quả không? Thật sự có quả trắng quả đen không? Mà tại sao mình thực hành cái quả trắng này mà nó lại ra kết quả quả đen, và người ta thực hành cái nhân ác mà tại sao người ta được quả lành? Và kính thưa quý vị, cái sự suy nghĩ chúng ta là sự suy nghĩ cảm thụ đối diện với thực tế đau khổ của mình. Đức Phật ngài dạy nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen. Nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen. Nghiệp không trắng không đen sẽ kết quả không trắng không đen. Ở đó là các vị thánh rồi. Ở đây chúng ta là người luận chúng sinh có vừa trắng vừa đen, hay là nhiều khi chúng ta tạo việc lành nhưng cái quả đó nó chưa trả kịp, bởi vì cái hậu quả nghiệp đó là kiếp thứ ba đổ đi nó mới trổ. Thì ở đây chúng ta mới làm có một chút xíu à, cái việc lành việc phước à, có đôi khi chúng ta hình như cũng hơi bị quá đáng, hơi bị thân mốc, mình cũng hơi bị nhiều, mình tự cho rằng mình làm được nhiều, chứ sự thật xét lại nó được bao nhiêu chưa chắc. Trong khi chúng ta làm quá nhiều cái điều ác mà chúng ta chỉ làm có một chút xíu, thỉnh thoảng làm các việc lành. Và những cái việc ác á, không phải là giết người, không phải là sang đoạt vợ chồng người ta, làm ly tán gia đình người ta, rồi hay là giết người, hay là trộm cắp gì đó, hoặc là làm gì đau đớn cho người ta đó, thì như thế nó mới đại tội. Còn những cái sự suy nghĩ xấu, hay lời nói ác xấu, hay là làm cái điều ác bằng thân nhẹ nhẹ thì nó không sao. Chúng ta cứ tự suy nghĩ như vậy, đó là điều mà chúng ta đã nghĩ sai. Ngay trong hiện tại này, thật sự ra mà nói, chúng ta thực hiện hành cái quả ác nó nhiều hơn là cái quả lành. Làm ác nhiều hơn là làm thiện. Nếu chúng ta thật sự chúng ta suy nghĩ lại đi. Tâm của chúng ta nghĩ ác hay tâm của chúng ta nghĩ thiện? Tâm thiện tâm của chúng ta nhiều hay là ác tâm của chúng ta nhiều? Tâm của chúng ta được chánh niệm hay là phóng dật ngự trị nhiều? Tâm chúng ta có chánh định hay là phóng dật? Chúng ta nó ngự trị nhiều, chắc chắn là phóng dật nó nhiều. Và vì như thế thì trong đời quán chúng ta cũng tạo nhiều. Bây giờ cho nó trả cái quả, mà chúng ta không chấp nhận cái quả đó, chúng ta cứ mong cái nhân lành mình vừa tạo phải cho ra quả ngay. Thì kính thưa quý vị, nhân quả nó là một điều mà chúng ta không thể phân đoán được, mà chúng ta phải đối diện với cái nghịch cảnh của chính mình, chúng ta đối diện với cái quả khổ của mình. Thì như thế thì chúng ta sẽ biết rằng à, thì ra bây giờ mình đang bị cái quả khổ mà mình đang làm cái nhân thiện. Chúng ta phải đón nhận cái hậu báo nghiệp của đời trước đang sản sinh. Và đối với còn người ta làm cái việc ác, nhưng người ta đang đón nhận cái quả lành hậu báo nghiệp của đời trước, chứ không phải là tự nhiên coi như nghiệp quả nó đảo lộn, không có. Mà chắc chắn rằng nhân quả trắng đen rõ ràng, nó liên quan tương sinh, và nó trắng trắng đen đen, chứ không phải như cái sự suy nghĩ của chúng ta. Nếu ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không rơi vào một cái độc kiến. Và chúng ta tu tập bằng cái tự thân, tự lực của chính mình để mình tu, chứ không phải là mình cầu nguyện một cái sự giá trị của ai cả, mà chúng ta cần cầu nơi chính mình hơn là cầu người khác. Và kính thưa quý vị, cái sự suy diễn hay là cái lý thứ ba, đó chính là hiện tại Niết Bàn. Quả thật thì họ chưa hiểu về cái Niết Bàn là cái gì. Khi nào chấm dứt vô minh, khi đó Niết Bàn. Khi nào đoạn tận tham ái, khi đó là thành tựu Niết Bàn. Khi nào mà ái diệt thì thủ diệt,
thủ diệt, hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì không còn già, sống còn sanh, không còn già chết, không còn sầu bi, không còn khổ u não được. Họ không biết bạn là sự chấm dứt của ngũ uẩn. Họ chỉ nghĩ rằng niết bàn chỉ là một trạng thái hưởng lạc. Bây giờ họ đang được cái lạc đó, như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Họ được địa vị, được con cháu, họ được vợ đẹp, con sinh, họ được tiền của tài sản rất là nhiều. Họ cho rằng họ đang coi như hiện tại lạc trú của niết bàn ở hiện kiếp con người này. Và đó chính là nó mang tính, nó mang tính hiện, hiện sinh, hiện thực của chủ nghĩa duy vật. Và chúng ta cứ như thế là chúng ta đã được niết bàn ở đâu? Tôi ăn ngon, tôi ngủ yên, tôi mặc ấm, tôi mặc đẹp, tôi được sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc tốt đẹp như thế này, đó là niết bàn. Niết bàn tại thế này rồi, hiện tại này rồi. Chứ cái thưa quý vị, cái niết bàn đây là một trạng thái tịnh tịnh, một trạng thái vắng lặng phiền não, một trạng thái không còn sự sanh sự diệt của ngũ uẩn, không còn sự biến chuyển của ngũ uẩn, không còn bị cái hệ lụy của các pháp hành. Một trạng thái tịch tịnh, một trạng thái vắng lặng, một trạng thái không sanh không già không chết. Bởi vì chúng ta nghe trong kinh văn dạy gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sao đời sống này không còn đời sống sao. Bởi vì lúc đó đã ái diệt rồi, ái diệt hữu diệt mà chúng tôi vừa nói rồi, thì tất cả hoàn toàn mọi cái đều diệt. Mà còn cái nào, còn cái phu minh có mặt hay hoặc hành có mặt, thì thức có mặt, thức danh sắc có mặt, thì lục nhập có mặt, lục xúc có mặt, lục thọ có mặt, lục ái có mặt, lục thủ có mặt, và sanh hữu, nghiệp hữu có mặt, và tiếp tục già chết, sanh ra già chết, sầu bi khổ u não, và tích sinh bất ba đầu về thăm mộ. Mà ở đây người nào mà chặt đứt cái dòng xoay của luân hồi, của bất tích sinh bất ba đầu về thăm mộ, tức là cái sự liên quan tương sinh, cái này được cắt đứt thì mắt xích kia nó không có thể tiếp nối được, mà không tiếp nối được thì nó mới chấm dứt. Cho nên cái vị thánh hay cái giá trị của niết bàn là không thiện không ác. Con người chứng đắc niết bàn, con người đó cũng là con người không thiện không ác. Bởi vì nghiệp thiện thì cho quả thiện, nghiệp ác cho quả ác. Ở đây đối với các vị thánh tứ khóa, tâm của ngài là tâm tố, tâm không thiện, tâm tố vô ký, nó không thiện không ác. Các ngài sử dụng bằng cái tâm đó. Chứ nếu các ngài sử dụng cái thiện tâm thì là còn trầm luân sanh tử đau khổ. Bởi vì có quả thiện thì phải trổ quả thiện. Cho nên ở đây các ngài làm nó đều là những, phải nói rằng những hành động, những lời nói, những ý niệm tố di tác của các bậc thánh tứ quả, dù cho là bậc toàn giác, Phật độc giác, Phật tinh văn giác, nó đều là một hệ quả của cái từ tâm, của cái bi tâm với cuộc đời, với tất cả chúng sinh và với chính họ, không còn cái sự trầm luân, cái sự sanh tử, cái đau khổ. Cho nên những con người họ không hiểu biết về niết bàn, cho nên họ chấp về niết bàn, họ chấp cái lạc, cái hiện tại lạc trú của chính họ với cuộc đời vật chất. Nó như thế và nó lưu chuyển, nó kéo dài như vậy trong cuộc sống này. Kính thưa quý vị, cái sự tu tập của tất cả chúng ta là biết buông bỏ, đừng chấp, biết đối diện với nhân quả, biết đối diện với hiện cuộc của chính mình. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy, thí dụ như là khi chúng ta đối diện với cái đại nạn dịch, là cái nghiệp của toàn bộ kiếp con người đang mang phải
của năm 2020 này. Thế đó mỗi con người ta cũng phải biết tự chăm sóc cho mình, chứ không ai có thể chăm sóc cho ta được, để mà chúng ta vượt qua bệnh được. Mà chính mình chăm sóc hết khả năng của mình rồi, tất cả tùy cái duyên của chính nó, chứ không phải là chúng ta buông xuôi theo cái điều kiện như thế. Kính thưa quý vị, ở trong cái sự suy diễn của con người, cái sự hiện hữu của chính chúng ta, rồi sau khi chúng ta chết chúng ta sẽ đi về đâu, rồi cái này thể xác này nó có theo ta hay không, và nó ra sao và ra sao, cái mà chúng ta đang có, cái mà chúng ta đang được, cái mà chúng ta đang cầm nắm đây, nó có được với ta hay không, thì tất cả đều là một sự suy nghĩ. Cái quyền của tất cả chúng ta, có thể định đoạt, có thể bỏ qua hay không thì do chính mình. Vì cũng như bệnh đó, tự mình không cách ly, tự mình không giữ gìn, mà thượng tọa Nhật Đản với ngày nay dẫn chúng ta nhà, và chúng ta phải chuẩn bị một số cái cần thiết, cái nhu yếu cần thiết cho chính mình trong cái việc tự lo, tự sinh hoạt, tự thân mình trước nhất, và kế đến là những người xung quanh, tức là cha mẹ, ông bà, anh chị, con cái, vợ chồng, vân vân. Nó là một sự tương quan, mà chính mọi người có sự suy nghĩ phòng tránh bằng một cái sự tương quan hỗn hợp đồng nhất như thế, thì chúng ta đỡ gây cái đau khổ cho người, và cũng như chính mình đã mang, đã đeo, đã lấy cái nghiệp của chính nó đã tới. Thì kính thưa quý vị, chính vì chúng sinh họ không hiểu về cái niết bàn, họ không hiểu về cái giá trị tịnh tận, tịnh bất lặng, cho nên họ mới tuyên bố về cái điều sai, họ không nói đúng về cái niết bàn, họ không nói đúng về cái ý nghĩa tịnh tịnh bất lặng, chấm dứt phiền não sinh tử khổ đau. Cho nên họ chấp, họ cho cái điều này, họ cho cái điều nọ. Và như chúng tôi đã nói về nói ba: chấp thường, chấp đoạn, chấp về cái hiện tại, tức là chấp về cái lạc của niết bàn ở trong hiện thế này, ở trong hiện kiếp này. Thì kính thưa quý vị, chúng sinh thì đa dạng, tâm tư thì lại càng đa dạng hơn. Này, thể xác này đa dạng, sắc pháp này đa dạng, sắc tâm này đa dạng, sắc pháp này đa dạng, nghiệp cũng đa dạng, cho nên sắc nghiệp này cũng đa dạng, muôn hình vạn trạng. Và vì như vậy cho nên có nhiều cái sự suy diễn về lý này, về thuyết nọ, không phải ngày hôm nay, mà chúng ta thấy có những cái sự kiện người ta suy nghĩ nó lạ kỳ. Ngày xưa nó cũng đã là như thế rồi. Chuyện xưa chuyện nay nó là như thế, bởi vì là chúng sinh phàm phu có nhiều nghi hoặc, có nhiều cái họ có quyền của chính họ, cho nên nó biến thiên biến diễn rất là đa dạng. Nhưng kính thưa quý vị, cái đa dạng, cái rộng khắp đó nó cũng chỉ bó gọn ở cái nhìn của phàm phu, của trí phàm phu, cho nên không hiểu biết được pháp các bậc chân nhân, không thường thuộc pháp của bậc chân nhân, không hiểu biết pháp của bậc thánh, không thường thuộc pháp của các bậc thánh. Kinh Bát nó dạy như vậy, bởi vì cái trí phàm phu và cái trí các bậc thánh, các bậc chân nhân đã là khác, mà các bậc thánh lại càng khác hơn nữa. Nói như vậy cho chúng ta thấy, cho nên cái sự tranh cãi nó không phải là của ngày hôm nay, mà của sao nó có những cái gì biệt giác, nó có những cái biệt thuyết, nó có những cái chủ thuyết khác. Mà trên tất cả những cái chủ thuyết như 62 tà kiến, quý vị kênh bài kinh Phạm Mộng, Đức Phật ngài lật ngược lại hết tất cả chủ thuyết, chưa ai có khả năng
có đủ khả năng để diễn giải, khả năng ngược tình. Đó là sự thật một cờ của sai lầm, của chấp không, gây thêm đau khổ tự mình, gây đau khổ cho những chúng sinh khác. Thì ở đây cái tinh thần của Phật pháp, Phật dạy chính chúng ta, đó chính khi nào mà chúng ta buông bỏ, khi nào mà chúng ta vượt qua. Đây, cái pháp hữu vi là vô thường, não các vô ngã, tất cả chúng sinh hết khổ sầu chỉ do, để mà cắt trừ được tham ái, chấm dứt sự. Và khi nào còn ái còn xuất hiện, bởi vì ái làm nhân, chấp thủ không tồn tại, cho nên sinh. Và cứ như thế dòng chảy của cuộc đời, những lựng chấp là những cái chủ, là những cái sự sẽ xảy ra trong cuộc đời, là những cái sự suy cho những cái trình độ thấp ngắn dài, lớn nhất quả đều mang. Dạ, kính bạch quý, có thể nói bài kinh hôm nay tiếp mà nói về sự gì là giả, và nó rất cũng đặc. Kinh Đại Chư Tăng con xin có đôi điều xin trình bày như vậy, cầu mong Chư Tăng với ngày thảo luận mở rộng hơn nữa những gì đã còn chưa được đầy đủ để cho cái tập hôm nay được tốt đẹp. Thời gian tiếp theo đây, do các phương đại đệ tử được tới đại thiện người các vị chư thiên một đức giải pháp và kính dâng đến các bậc thầy tổ, xin đề nghị được an lạc nơi nhàn cảnh, nơi cảnh giới tái sinh, và tiếp tục được tu tập để cuối cùng an lạc giải thoát. Dạ, thường tòa nhất định điều học chương trình hôm nay. Dạ, mong tất cả được an lạc. Nam mô Phật Thầy. Dạ, Nam mô. Dạ. Sao thuộc cái đường thì thật tuyệt quyền. Cái thứ gì vậy? Bài kinh ngày hôm nay trong chánh văn có nhiều điều thì hơi khó hiểu một chút cho đó. Thì vì chúng ta thảo luận thì chúng ta sẽ đi vào phần trắc nghiệm, chúng ta sẽ dùng câu trắc nghiệm, và những câu trắc nghiệm này nếu có thời giờ thì chúng ta sẽ đào sâu vào chánh văn của bài kinh. Thứ nhất thì xin được thưa đạo tổ siêu, không biết trường tọa tổ siêu có ở trước máy không? Nếu trường tọa tổ siêu nghe được trường tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tự siêu, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Mời quý phụ nữ trả lời cho câu trắc nghiệm số 1, và sau đó chúng ta sẽ được thượng tọa tự siêu cho đáp án. Điều nào sau đây theo Phật pháp là vấn đề nếu chúng ta nói về linh hồn trường cửu? A. Nếu linh hồn trường cửu thì tâm thức không thể thay đổi. Dạ. Tại vì nó bất di bất dịch, dạ, không thể thay đổi được. B. Tâm thức không thể thay đổi thì sự tu tập không có giá trị. Yeah. Tức là con người mà cái tâm thế nào thì nó như vậy thôi, gọi là cái linh hồn bất biến mà. C. Sự tu tập không có giá trị thì đời sống bản năng phải là đời sống tốt tự nhiên. Yeah. Nếu mà sự tu tập không có giá trị, mình cứ sống bản năng và sống bản năng tốt tự nhiên, nhưng mà thực tế thì không. Đây là cả ba câu trả lời đều đúng. Mời quý phụ tử trả lời và kính trình tọa tự siêu quan điểm cho đáp án. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử.
Điều nào sau đây theo Phật pháp là vấn đề khi nói linh hồn trường vũ? Cái chữ vấn đề nằm ở trong ngoặc kép, có nghĩa là có vấn đề. Nếu mà chấp một linh hồn trường cửu thì ở đây nó có vấn đề ở chỗ nào? Theo cái tâm đoạn luận, nếu linh hồn trường cửu thì tâm thức không thể thay đổi. Ở đây chỉ là một lập luận chứ các Phật tử chúng ta đừng có nghe nói như vậy rồi chúng ta nói tại sao mà mấy sư lại nói là tâm thức không thay đổi. Không phải vậy. Người ta đặt vấn đề, nếu cho rằng linh hồn trường cửu thì như vậy có nghĩa là họ nói tâm thức không thể thay đổi. Và nếu tâm thức không thay đổi đó thì cái sự tu tập không có giá trị. Bởi vì tu tập cũng đâu có chuyển hóa được tâm tánh, bởi vì nó không thay đổi. Mà nếu sự tu tập không có giá trị thì cái cuộc sống cho chúng ta chỉ sống với bản năng. Nếu tốt thì tốt tự nhiên, nếu xấu thì cũng xấu tự nhiên thôi. Nhưng thực tế thì không là như vậy. Vì thế khi nói về linh hồn trường cửu thì đó là lời nói có vấn đề. Vấn đề này nó tiêu cực chứ không phải tích cực, thưa quý vị. Do vậy đáp án của cái câu trắc nghiệm một để chúng tôi cho là câu D. Đa phần các Phật tử chúng ta đều trả lời là câu D, như đáp án mà chúng tôi đưa ra như vậy. Thì xin tỉnh thường tội giáo trạng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sao thuộc cái dân thường tội thư sinh thường tội hấp tinh thường tội có mặt ở trước máy không? Nếu thường tội hấp tinh đang có mặt ở trước máy, xin tỉnh thường tội quan nghĩ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Dạ, mời quý vị tự trả lời cho câu trắc nghiệm số 2. Điều nào sau đây chính xác khi mà nói về thường kiến? Chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh này có 3 quan niệm về thường kiến, cộng với 1 quan niệm về đoạn kiến và 1 quan niệm về niết bàn hiện đại, tất cả là 5. 5 nhưng mà tính là 3 thì gì? Thường kiến, đoạn kiến và niết bàn. Thì điều nào sau đây chính xác khi nói về đoạn kiến, nói về thường kiến là quý vị? A là không có hiện tượng sanh diệt trong cảnh giới của tâm thức, hay là chúng ta nói một linh hồn trường tồn bất biến. B là theo thường kiến đó, thì một con người 5 tuổi cùng với người ấy năm 70 tuổi chỉ là một, không có gì khác biệt. C là sự hiện hữu chúng sanh vốn đơn thuần cố định, không phải là kết cấu của nhiều dân nhiều duyên, quý vị chưa của cho các con. Và sự hiện chúng sanh là đơn thuần cố định, nó như vậy là như vậy thôi, chứ không thể nào kết cấu nhiều nhân nhiều duyên được. Đây là cả 3 công trình đều đúng. Mời quý thần tử trả lời và quý thần tử đọc tân quan kiểm tra đáp án. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá,
Nam mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Đảnh lễ Thượng Tọa Tùy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tùy Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính. Cùng Chư Tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cái câu trắc nghiệm số 2 ở đây đó thì hỏi rằng điều nào sau đây chính xác nói về thường kiến. Khi nói về thường kiến, A là không có hiện tượng sanh diệt của cảnh giới tâm thức. B là một người lúc 5 tuổi với cùng với lại người ấy lúc 70 tuổi chỉ là một, không có gì khác biệt. C là sự hiện hữu của chúng sanh vốn đơn thuần, chỉ cố định, không phải là một kết cấu của nhiều nhân, nhiều duyên. D là cả ba câu trên đều đúng. Thì chúng ta thấy rằng nói rằng thường kiến đó, nói rằng thường kiến, một người mà chấp về thường kiến đó, thì chúng ta thấy rằng họ cái câu A đó là gọi là họ cho rằng là không có hiện tượng sanh diệt của sanh diệt trong cảnh giới tâm thức. Thì như chúng ta biết đó là các pháp hữu vi đều sanh diệt. Thì pháp hữu vi thì rất là nhiều, nhưng mà trong đó có thân và tâm của chúng ta. Cho nên các cái hiện tượng mà trong thân và tâm hay là danh và sắc của chúng ta này, nó luôn luôn sanh diệt. Có một điều đó là tâm của chúng ta thì luôn luôn có những cái hiện tượng, có những cái sự sanh diệt. Khi chúng ta nghĩ như thế này, khi chúng ta nghĩ như thế nọ, khi mắt thấy, khi tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thì thân xúc chạm hoặc là ý suy nghĩ, tâm của chúng ta suy nghĩ thì đều là có những cái chuyển biến, thay đổi, sanh diệt liên tục thường xuyên, chứ không bao giờ mà nó yên một chỗ, không bao giờ mà nó nguyên một chỗ. Cái người mà chấp thường kiến thì chúng ta nghĩ rằng cái gì đó nó là như vậy thôi, nó không có thay đổi. Và cái đó là trước sau nó cũng là như vậy, nó không thay đổi. Còn đối với tâm thức của chúng ta, hay là danh thân và tâm của chúng ta, hay là thể chất của chúng ta, thì nó, theo Phật Pháp thì nó luôn luôn sanh diệt. Mà ở đây là nói đến hiện tượng của tâm thức, thì nó là luôn luôn sanh diệt. Cho nên là dù sao đi nữa là trong Kinh Pháp Cú thì Đức Phật dạy rằng là tâm có thấy thế nhị đó. Theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Cho nên là cái tâm bình thường là nó sanh diệt, mặc dù là chúng ta không thấy nó cái hình thức, nhưng mà nó luôn luôn sanh diệt, nó theo các cái dục quay cuồng đó. Do vậy thì cái người tu tập là phải phòng hộ tâm, phòng hộ tâm để cho tâm mình biết được cái tâm của mình, biết được nhờ cái sự chánh niệm của mình mà mình phòng hộ được cái tâm của mình, không để cho nó theo các cái dục quay cuồng như vậy. B đó là một người lúc 5 tuổi với cùng với một người ấy là 70 tuổi chỉ là một, không có gì khác. Rõ ràng là cái người đó thì chúng ta thấy rằng là nó không khác, không khác. Nhưng mà nó khác ở chỗ là chúng ta phải có cái trưởng thành chứ, thể chất lớn lên. Từ một cậu bé nhỏ đến một cái cậu thiếu niên, rồi cho đến là trở thành một cái người trung niên, rồi thanh niên, rồi trung niên, rồi bước sang cái tuổi lão niên rồi chết chứ. Cũng là người đó, nhưng mà rõ ràng là thể chất của người đó cũng thay đổi. Cái thể xác của người đó cũng thay đổi. Rồi chưa có kể là những cái sự thay đổi thì nó thay đổi rất là nhiều. Thay đổi rất là nhiều. Và vì vậy thì có già nua, có sự chết, chứ không có thể nào mà nói rằng là nó là như vậy. Không phải là cái người 5 tuổi đó là 70 tuổi được. Mặc dù chúng ta nói là cái người cậu bé 5 tuổi cho đến ông cụ là 70 tuổi thì cũng cái người đó thôi, nhưng mà rõ ràng là nó có sự thay đổi. Thay đổi từ lúc mà một đứa bé sơ sinh cho đến khi mà
một cậu bé rồi trở thành một cậu thiếu niên, rồi thanh niên, rồi bước sang tuổi trung niên và bước sang cái tuổi lão niên, thì quả thật nó có thay đổi, chuyển biến rất là nhiều. Chuyển biến rất là nhiều ở trong cái thể chất của người đó, cái nhận thức rồi cái kinh nghiệm của người đó nó cũng khác, thay đổi. Nó không có thể như là cậu bé được nè. Thì nó có sự thay đổi khác biệt. Đó là cái sự sanh diệt của pháp hữu vi mà. Sự thay đổi của pháp hữu vi. Cho nên nếu mà cái người mà chấp thường kiến mình nghĩ rằng cậu bé đó là 5 tuổi rồi 70 tuổi cũng là cậu bé đó, cũng là cái người đó, thì nó không có gì thay đổi. Rõ ràng là không gì thay đổi. Thì cái người chấp thường kiến. Rồi cái câu C ở đây đó là sự hiện hữu của chúng sanh vốn đơn thuần, cố định, không phải là kết cấu của nhiều nhân duyên. Theo Phật pháp thì rõ ràng là để mà chúng ta có cái thân ngũ uẩn này đấy, thì nó tập hợp năm cái thành phần là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, chứ nó không có gì. Rồi có căn, có cảnh, có thức sanh khởi, chứ không có thể đơn thuần nó có một, không có, không phải là một pháp nào duy nhất mà nó hình thành nên cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự suy tư được, mà là phải có nhiều cái thành phần. Thì nói là nó là sự tập hợp, sự tập hợp của các cái thành phần, kết cấu của các cái thành phần, nhiều nhân nhiều duyên. Ngay cả sự thấy của mình nó cũng phải có nhiều cái điều kiện để mà hình thành được sự thấy, có nhãn căn, rồi phải cảnh sắc, rồi phải có thức sanh khởi, rồi phải có sự chú ý, rồi phải có ánh sáng, rồi phải có không gian từ cảnh đến con mắt. Thì nó phải có nhiều cái nhân duyên vậy, để rồi nhân duyên để hỗ trợ cho cái sự thấy đó mới hình thành được sự thấy, chứ không thể nào nó là một cái gì đó là để mà thành được sự thấy. Tâm mình cũng vậy, khi mà mình suy nghĩ một cái gì đó thì cái cảnh nó phải có, mặc dù là cảnh pháp, nhưng mà rồi mình suy nghĩ thì cũng phải có cảnh để mà mình suy nghĩ đến những cái điều đó, chứ nó không phải là đơn thuần chỉ là sự suy nghĩ không đâu. Như vậy thì theo Phật pháp thì không có một cái gì mà nó là đơn thuần, mà nó cũng không cố định được, và nó đều là do nhân duyên hết, điều kiện nhân duyên để hình thành nên cái sự nhận biết của chính mình thông qua các cái giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm của chúng ta, nó đều có hết. Thì câu D ở đây đó là cả ba câu đều đúng. Thì chúng tôi thấy rằng cái câu D thì nó tổng hợp lại hết. Bởi vì nếu mà một người mà chấp và nói về thường kiến ấy, thì người ta cho rằng như vậy. Nhưng mà trong Phật pháp thì không. Phật pháp thì không phải như vậy. Bởi vì các pháp đều là do nhân duyên, tâm cũng luôn luôn sanh diệt, và thể chất của chúng ta, sắc pháp của chúng ta cũng sanh diệt, mặc dù là chậm hơn là danh pháp, nhưng mà nó cũng là sanh diệt, đều là do nhân duyên để hình thành nên cái mà gọi là mình gọi là pháp hữu vi là vậy. Cho nên là chúng tôi chọn cái câu D để làm đáp án ở đây. Mình xin chúc mừng quý Phật tử. Bây giờ con kính thỉnh thượng tọa giác đàn trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sao thú kính đừng từ đó từ đại đức Pháp Tính đây, đại đức Pháp Tính có bạn ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được kính thỉnh, đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Được không? Câu nào sau đây được xem là phù hợp với Phật pháp khi nói về tâm thức? A, một tiếng tâm thức là một tiến trình của những sát na sanh diệt nối tiếp lẫn nhau, và chúng ta nói một dòng tâm thức. Dòng tâm thức có nghĩa là những cái sát na sanh diệt, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nối tiếp lẫn nhau. B, ngay cả một đơn vị cực vi của tâm hay là một sát na tâm đó, cũng là sự kết cấu đầy đủ của thọ tưởng hành thức, chứ không đơn thuần. Không có tâm nào là chỉ đơn thuần hết, mà mỗi một cái tâm đó, nó có nhiều cái thành tố
tức là tâm rồi có những thuộc tính. B, C là tâm thức có thể thay đổi do nghiệp quá khứ hoặc do cảnh hoặc giả là do sự tu tập, tức là tâm thức không phải lúc nào nó cũng sanh diệt trong đại hải cố định mà nó bị chi phối bởi nhiều lý do. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý phụ tử trả lời và kính tỉnh đại lục đến Hoàng Hiệu cho đáp án. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, câu trắc nghiệm số 3 này là hỏi về những cái vấn đề nào mà nó thuộc về phù hợp với Phật pháp khi mà nói về tâm thức. Chúng ta biết rằng đối với tâm thức là một cái tiến trình rất là phức tạp, nhưng mà chúng ta được hiểu qua cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là bậc chánh đẳng chánh giác ngài đã phân tích cho chúng ta từng lộ trình tâm hoặc là từng cái diễn tiến của tâm, tuy rằng nó rất là phức tạp nhưng mà Đức Phật ngài vẫn phân tích được, và chúng ta ngày hôm nay chúng ta học theo cái lời dạy của ngài. Thành ra với cái đáp án A đó là một tiến trình của những sát na sanh diệt nối tiếp nhau. Chúng ta thấy rằng vậy thì cái đáp án A này nó có phù hợp không? Phù hợp quý vị. Tại vì đối với tâm của chúng ta đó, là trong một cái khải móng tay thôi là cái tiến trình sinh diệt của nó rất là nhiều, hàng tỷ sát na trong một cái khải móng tay, có nghĩa là bốn tay nó chấp như vậy đó, mình thấy một cái thời gian rất là nhanh. Nhưng mà trong khi đó những cái tiến trình hoặc là tâm lộ nó được sanh lên và nó nhiệt đi rất là nhiều trong một thời điểm rất là ngắn. Thành ra cái điều này cũng nói về tâm ở trong pháp. Đáp án B, ngay cả một đơn vị cực quy của tâm hay là sát na cũng đầy đủ bốn cái danh quẩn thọ tưởng hành thức. Thì khi mà chúng ta thấy, chúng ta học thì được phân tích ra ví dụ như là thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Chúng ta nghe nói ở trong đó có rất là nhiều yếu tố, nhiều thành phần ở trong đó. Chúng ta tưởng rằng là cần một cái thời gian dài lắm sanh lên, tâm sanh lên mới có đầy đủ bốn cái danh quẩn này. Nhưng mà thực sự ra đó thì không phải là như vậy. Nghĩa là trong một cái thời điểm rất là ngắn, một cái tâm sanh lên thì nó đều đủ bốn cái danh quẩn, dù cho cái khoảnh khắc đó rất là ngắn ít như thế nào đó, nhưng mà đối với bốn quẩn này đều sanh lên, chứ không có bao giờ mà chỉ là thức quẩn hoặc là thọ quẩn sanh không, không có bao giờ là như vậy. Đáp án C, tâm thức có thể thay đổi do nghiệp quá khứ, do cảnh, do sự tu tập. Cái điều này đó là nó liên quan với cái đời sống tu tập của chúng ta rất là nhiều. Có nhiều người do ở trong một cái nghiệp gì đó ở trong quá khứ làm cho họ có cái sự buồn, có sự buồn. Nhưng mà khi mà họ có biết được Phật pháp, biết được cái sự tu tập, thì tâm thức của họ có thể thay đổi do nghiệp ở trong quá khứ hoặc là nghiệp ở trong hiện tại có xảy ra. Cũng như bây giờ chúng ta hồi xưa chúng ta không biết Phật pháp, nó làm chuyện này chỉ biết Phật pháp rồi đó, chúng ta tu tâm, nghĩa là chúng ta tu những cái pháp môn niệm tâm, thiền định, thiền quán vân vân, hoặc là chúng ta làm những cái công đức phước báo, thì nó cũng thay đổi cái thái tâm của chúng ta, nó không có u sầu nữa. Hoặc là do mình biết
à, tìm những cái cảnh, có nghĩa là mình biết tâm của mình là ưa sanh, thành ra mình gần gũi à, với những người ta có cái sự nhạy hoặc là hòa ái, có nghĩa là người ta có cái tâm từ đó, à, có cái sự mát mẻ, coi như là nó cũng thay đổi hoàn cảnh tâm của mình. Qua sự tu, à, do sự tu tập, à, mình biết mình có cái tánh à, sân à, hoặc là tánh tham à, như vậy, thì mình cố gắng mình tìm cái đề mục nào đó thích hợp để mà mình tu tập, thì nó cũng thay đổi à, cái tâm của mình. À, có nghĩa là nó bớt đi cái tánh tham hoặc là bớt đi à, cái sự sân hận, cái sự nóng nảy. Thành ra đó, ở trong cái câu trắc nghiệm này á, chúng ta phải chọn ba đáp án. À, có nghĩa là chúng ta chọn câu D. Cả ba câu trên đều đúng. Chúng tôi thấy Nhất Minh cũng chọn D, Pháp Lữ Huệ Ngọc anh 2604 Từ Bi Trần Đạo Nắng Chiều Hồng Lan Diệu Giác và tất cả quý vị đều chọn đáp án D. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và con thỉnh thượng tọa giảng đăng trở lại. Sao thuộc cái kinh về Pháp Tướng? Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Siêu Nguyên Thông ở trước máy và nghe được tiếng trình Siêu Nguyên Thông cho đáp án của trắc nghiệm số 4. Dạ vâng, mời quý vị tự trả lời cho cô trắc nghiệm số 4. Phật Pháp dạy về hiện tượng giới với đặc tính nào sau đây? Dạ, đối với Phật Pháp thì cái gọi là hiện tượng giới hay là pháp hữu vi đó, nó có được hiện tượng đầu sau đi. A là dù là vật chất hay tâm thức, tức là vật chất chúng ta là sắc, mà tâm thức là danh, danh hay sắc, ở đơn vị cực vi cũng cấu thành bởi nhiều thành tố nên được gọi là pháp hữu vi. Hữu vi tức là pháp do kết cấu mà thành, do nhiều duyên tạo tác mà thành, do sự cộng hưởng mà thành. Tại ra tất cả những hiện tượng dù là lớn hay nhỏ thì đều là sự kết cấu của nhiều thành tố, do đó gọi là pháp hữu vi. B, không có sự tồn tại của các hiện tượng hữu vi mà không có sanh diệt. Nói một cách khác là không có bất cứ một hiện tượng nào, dù là một vi trần, một hạt bụi nhỏ, một nguyên tử, và hay là một trái núi, hay là một tinh cầu, hay là một thiên hà, dù lớn dù nhỏ, mà nó không có tồn tại theo cái định lý gọi là sanh diệt, nó tiếp cận nhau. Dạ, nó luôn luôn có sanh diệt. Mặc dù chúng ta nhìn nó bất động như là một viên kim cương hay một núi, nhưng mà thật ra nó có sự sanh diệt ở trong từng nguyên tử một, chứ không phải chỉ đơn thuần là nằm bất động ở đó. À, tất cả sự hiện hữu hữu vi đều có sanh diệt. C là mỗi hiện tượng đều có tự tánh riêng. Dạ, tự tánh riêng, ví dụ như là mình nói cái thân hết thân của mình, nói của mình, nhưng mà rồi tóc lông móng răng da, từ cái tế bào DNA, từ cái chất protein trong người chúng ta, nó đều có cái bản chất riêng, tự tánh riêng, mà cái tự tánh riêng đó không ai có quyền mà điều khiển tất cả mọi thứ. Tức là chúng ta nói không có một cái thượng đế toàn năng giúp thượng đế toàn năng chi phối, thượng đế giúp phải thượng đế, bởi vì toàn năng chi phối tất cả. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý vị tự trả lời và kính thỉnh Siêu Vi Thông Hoa Kỳ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyên Thông, con tuân lệnh sư phụ. Có đáp án cho câu trắc nghiệm số 4 hỏi rằng Phật Pháp dạy về hiện tượng giới với những đặc tính nào sau đây? A, dù là vật chất hay tâm thức hay là danh và sắc đó, là ở đơn vị cực vi đó, trong một cái sát na nào đó, thì cũng cấu thành bởi những nhiều thành tố nên được gọi là pháp hữu vi. Kính thưa chư vị, là chúng ta thấy rằng trên thế gian này đó, khi mà chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn đời, thì chúng ta thấy tất cả những điều mà chúng ta thấy như nhà cửa, computer hay là chén bát,
cây cối, rồi tư duy của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, tất cả những cái đó, dù là vật chất hay tinh thần, tâm thức gì đó, thì đều là những cái điều mà người ta tư duy, sẽ suy nghĩ. Mà tất cả những cái điều đó thì đều là vô thường. Trên thế gian này, tất cả sự vạn vật trên trần gian này mà chúng ta thấy được, biết được, sờ mó được, đụng chạm được, thì tất cả những điều đó đều là vô thường cả. Kể cả mặt trời, kể cả trái đất mà chúng ta đang đứng lên đây, đang sống ở đây. Bởi vì chúng ta không thấy nó hữu vi, không thấy nó vô thường liền. Tại vì cái đời sống của trái đất của chúng ta, đời sống của cái tinh tú mặt trời nó khoảng tỷ 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 năm. Cho nên là chúng ta không thấy, mà chúng ta tưởng đâu là nó thường hằng. Vì vậy cho nên là theo giáo lý của Đức Phật giảng dạy chúng ta thì tất cả mọi sự việc đều là hữu vi, đều là vô thường. B, không có sự tồn tại nào có các hiện tượng hữu vi mà không có sanh diệt. Thì như là con vừa nói là những cái sự tồn tại của các hiện tượng mà chúng ta thấy, đây là nhà cửa, cây cối, sông núi hay là chánh phủ vân vân, thì không có một cái điều gì để mà nó tồn tại mãi mãi mà nó không có biến hoại, không biến đổi. Vì vậy cho trong kinh sách gọi là sabbe sankhara anicca, thì tất cả những cái điều các pháp hành đều là vô thường cả. Vì vậy cho nên nó không thể mà nói rằng không có sự sanh diệt, mà nó là phải có sanh diệt. Câu C là mỗi hiện tượng đều có tánh riêng của nó. Cái tánh riêng của nó đó, tiếng Tây gọi là entity, tiếng Mỹ là entity. Thì cái tánh riêng của nó tức là nó giữ cái đó đó. Thí dụ như cái chén thì nó là nó bầu tròn tròn để chứa được cái gì, thì cái gì đó như vậy thì nó gọi là cái chén. Cái nhà là có hai mái, có mấy cây cột, có cửa, là có nhà. Và tất cả những cái điều đó đều là sanh diệt, là bởi vì đó là hiện tượng có sự tạo thành, có sự xây dựng, có sự xây cất, có sự gom góp lại để thành cái nhà đó. Thì tất cả những điều đó đều phải bị sanh diệt. C, mỗi hiện tượng đều có tự tánh riêng, không có một cái hiện tượng nào, một cái thượng đế toàn năng mà chi phối tất cả. Cái mà gọi là thượng đế toàn năng nó không có, mà cái đó là cái nhân quả. Cho nên cái nhân quả hay là cái pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy đó, đó là cái chân lý tuyệt đối trên trần gian này, chứ không có cái gọi là cái thượng đế toàn năng. Và do đó các câu trả lời là câu D, cả ba câu trên đều đúng. Dạ, kính thưa sư phụ, con vừa cho đáp án câu trả lời là câu D. Ở đây thì chúng ta thấy là Phong Lan, Giác Minh, Pháp Lữ, Huệ Ngọc, Hoa Nguyệt, Anh 2604, Trần Diệu Giác, Quyên Tuệ Thành, Hoa Nguyệt là đều có trả lời rất là đúng theo cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dạ, xin tán thán những vị Phật tử có trí tuệ đó. Con xin trao mai lại cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thu, xin chân, xin mời thông. Thưa quý Phật tử, bài học ngày hôm nay chúng ta với các cuộc trắc nghiệm nói đi nói lại nhiều về đặc tính sanh diệt. Đặc tính kết cấu và cái đặc tính tự tôn của các pháp hữu vi. Những điều này có một cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta tiếp tục học phần 2 ngày mai. Nếu quý vị đọc kỹ những cái lời dẫn nhập ở bài viết thì có lẽ là ngày mai này chúng tôi cố gắng để trình bày một số điều tại sao mà sau khi Đức Phật về viên tịch thì ngay cả ở trong cái giới người Phật tử vẫn cố gắng để đem vào những cái lập thuyết của bạn là môn giáo để bảo rằng đó là của Phật giáo, bởi vì
thật ra nó không đơn giản. Để người ta hiểu, chúng tôi lấy một cái ví dụ như là khi mà chúng ta nói về con người theo cái văn hóa bình thường, đây là người phương Đông, đây là người phương Tây, đây là đàn ông, đây là đàn bà khác. Nhưng mà khi chúng ta nói về cái thế giới vĩ mô, nói về DNA, nói về tế bào, nói về lượng tử, chúng ta nói về những thứ mà ngày nay khoa học đã chịu khó nhìn ở trong góc nhìn, nói chung thưa quý vị, về về cái nhìn tất cả sự hiện hữu là hiện tượng đó. Chúng ta gọi là hiện tượng giới đó, thì nó bắt buộc đặt chúng ta vào cái nhìn khác. Nó hơi khô khan và hơi khó hiểu một chút, nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái đặc tính mà cái gọi là kết cấu hay là hữu vi, cái gọi là sanh diệt hay là vô thường, cái mà có riêng một cái tự tánh mà chúng ta gọi là cái bản chất của các hiện tượng, thì ở đó chúng ta rất là dễ hiểu tại sao Phật pháp dạy sự hiện hữu nó không nằm ở trong thường kiến, không nằm ở đoạn kiến. Ngày mai này chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này. Thưa quý vị, phần còn lại của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn đề cập đến một vài thông tin về bệnh dịch. Corona. Số người bị lây nhiễm trên thế giới đã đến mức độ 2 triệu. Và riêng ở tại Hoa Kỳ thì đã gần tới 600.000 người. Có lẽ trong tuần lễ sắp tới thì con số người bị lây nhiễm ở tại Hoa Kỳ sẽ dễ dàng lên tới 1 triệu người. Ở đây chúng ta nói con số đó là không phải là chắc thực hoàn toàn. Con số đó chỉ là những người đã được kiểm nghiệm, và khi kiểm nghiệm biết chắc là có dương tính. Có nghĩa là số người mà có dương tính mà chưa được kiểm nghiệm, còn đi đó đây, người ta nói là asymptomatic, tức là không có cái biểu hiện là bị lây lan, thì chúng ta chưa nói đến. Chúng tôi lấy một ví dụ là bây giờ chúng tôi sống tại thành phố Houston, không có nghĩa là chúng tôi đến một nơi nào đó mà có thể kiểm nghiệm được liền, mà phải có sự giới thiệu của bác sĩ. Mình muốn được sự giới thiệu bác sĩ thì bác sĩ hỏi mình có cái gì mà mình đòi đi kiểm nghiệm là mình có dương tính của COVID-19 hay không. Thì mình nói rằng ồ, mình bị sốt liên tục, mình bị ho khan, bị cảm thấy mệt mỏi và bị sốt chẳng hạn. Thì thưa quý vị, cái con số mà chúng ta được thống kê, được xác nhận là lây nhiễm đó, nó là một con số nhỏ so với số thực tế bên ngoài. Và đây là vấn đề mà chúng ta phải thấy được cái tầm mức lây nhiễm của corona. Đây là một đại dịch, chứ không phải là một điều mà chúng ta nghe bình thường. Ở trong 3 ngày qua đó, tương đối ở các nơi, nó có cái dấu hiệu là bình quân, tức là nó không tăng nữa, mà nó ở mức độ. Nó không phải là vì không có lây lan, mà thưa vì là bởi vì người ta đã bắt đầu ý thức được rằng đây là vấn đề, đây là điều cần phải cách ly. Một cái thống kê cho thấy rằng 30% người Mỹ, 30% không phải nhỏ, thì 30% người Mỹ vẫn không tin rằng COVID-19 hay là đại dịch là có thật, mà chỉ nghĩ rằng đó là một cái đột phá chính trị. 30%. Chúng ta đi ngoài đường thấy rất nhiều người đi lang thang, không có mang khẩu trang, không có gì hết. Nhưng mà bởi vì họ không tin vào truyền thông, họ không tin vào những lời tuyên bố chính quyền, họ không tin vào những tin tức mà họ nghe, mà chỉ nói rằng ồ, đó chỉ là một đầu phép chính trị. 30% không phải là con số nhỏ, rất là nguy hiểm. Và có một sự kiện khác mà cũng rất là đáng quan ngại, đó là theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì con số thống kê cho thấy rằng ở trong thời gian 3 tuần lễ qua, cái số người, cái số rượu, cái số những cái chất say mà được tiêu thụ
qua rượu bia ở tại Mỹ này tăng 75%. Dạ, tăng 75%. Người ta nói rằng trong cái thời kỳ dịch bệnh đó, nhiều cái cơ sở thương mại đó bị phá sản, đóng cửa vì không khách hàng, nhưng mà chỗ bán bia rượu thì gia tăng. Vấn đề đơn giản là khi con người bị cô lập á, thì một ở trong những thứ mà họ giải sầu đó là say sưa, đó là tiêu thụ một số lượng lớn bia và rượu. Hôm nay trên tờ HuffPost đã có một số sự lên tiếng của các bác sĩ chuyên môn, và ở trong đó có hai bác sĩ là đặc biệt nghiên cứu về ảnh hưởng của rượu. Họ nói rằng mặc dù nó có những bằng chứng cho thấy rằng một số loại rượu đó nó có tốt cho sức khỏe, ví dụ rượu vang, nếu uống một cái chừng mực một ngày một ly, hay là rượu sake uống một chừng mực nào đó nó cũng tốt cho sức khỏe, tốt cho bệnh tim v.v. Nhưng mà đa số những người uống rượu mà vượt xa cái mức mà bình thường đó thì nó lại tàn phá cái khả năng miễn nhiễm của chúng ta. Dạ, thành ra cái người mà thường uống rượu say thì tức là người uống rượu say xưa đó thì nó sẽ giúp nó sẽ khiến cho cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta rất là suy yếu. Và điều này có nghĩa là khi chúng ta tiếp xúc hoặc là bị lây nhiễm với COVID-19 thì cái khả năng sống sót rất là thấp. Vậy rất là thấp. Nói thẳng ra thì hiện giờ chưa có bất cứ một loại thuốc nào mà được xác định là giúp chúng ta trị được COVID-19 hết. Hầu hết đều tin vào một thứ, đó là cái khả năng chịu đựng cơ thể, cái khả năng chịu đựng để chúng ta tạo gọi là hệ thống miễn nhiễm. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp là một con người quá khỏe, ở điều kiện quá tốt thì COVID-19 nó không có tấn công được nhiều. Dạ, không tấn công được nhiều bởi vì cái cơ thể người đó quá mạnh. Hay là người ta nói cái trường hợp những người mà trước kia bị bệnh lao, lao phổi, có 9 người lao phổi thì do cái sự báo động của cơ thể nó đã quen với vi trùng trùng khóc thì nó có thể làm chậm lại hay làm yếu đi cái sự tấn công của vi trùng COVID, của siêu vi COVID-19. Thì như vậy là ở trong bất cứ trường hợp nào thì cái việc mà tiêu thụ rượu quá nhiều hay là đến mức độ say sưa đó thì nó có thể làm cho người ta giải sầu ở trong một thời gian nào đó, nhưng mà nó lại làm suy yếu cái hệ thống miễn nhiễm, và điều đó nó lại mở ra một cánh cửa cho giặc xâm nhập vào thành, và điều này rất là tai hại. Chúng ta cũng nên phải chú ý rất là đặc biệt. Sau cùng, quý vị, một lần nữa chúng tôi cũng xin nhắc đến một sự việc. 3 tuần trước đây thì khi mà cái tin tức về đại dịch được lan rộng và bắt đầu có nhiều người quan tâm rồi đấy, thì người ta quan tâm đến ưu tiên hàng đầu là sức khỏe, quan tâm đến sống chết, chúng ta có thể bị lây nhiễm hay không. Nhưng mà trong vài ngày qua đó, thì có một điều người ta bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều và được nói tới nhiều, đó là sự suy thoái về kinh tế. Và có một điều gần như chắc chắn là với cái sự việc các quốc gia đóng cửa biên giới, với sự việc là những người công nhân không đến hãng xưởng làm việc được, những người lao động không thể đến các nông trại để thu hoạch hoa màu, những nhân viên làm việc ở trong cái ngành vận chuyển không có hoạt động bình thường, những điều đó đều là những cái rào cản của sự phát triển kinh tế. Và tất cả những cơ quan
mà theo dõi về kinh tế thế giới, kể cả tổ chức lương nông của Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại thương của Hoa Kỳ, những cái lượng định về quỹ ban kinh tế của Liên Âu, của Âu Châu, thì đều đưa ra một lời dự báo gần như là chắc chắn là thế giới sẽ phải đối mặt với một khủng hoảng kinh tế lớn hơn sự đại khủng hoảng kinh tế của thập niên 30 thế kỷ vừa rồi. Điều này dĩ nhiên là vẫn có một số nghề, một số ngành, một số cá nhân hưởng lợi từ cái sự chi phối của dịch bệnh, nhưng mà số đó không quá nhiều. Đa phần người ta sẽ thấy cái tỷ lệ thất nghiệp rất là nhanh. Hoa Kỳ hiện nay đã có hơn 16 triệu người thất nghiệp ở trong vòng 3 tuần lễ. Con số tăng rất nhanh, thưa quý vị. Nó xóa đi tất cả những cái nỗ lực gia tăng của ông việc làm. Và thưa quý vị, cái sự thất nghiệp nó lại kéo theo sau những cái hệ lụy khác về tiêu thụ, về cái sự luân chuyển của tiền bạc và những cái sự suy sụp của nhiều đầu tàu kinh tế thế giới. Ngày xưa thì Hoa Kỳ cứu được thế giới, Đông Âu cứu được, Trung Âu cứu được thế giới, Trung Quốc, Ấn Độ cứu được thế giới. Bây giờ chúng ta muốn nói đến cả một cái giai đoạn mà tất cả thế giới đều phải tự bươn chải, tự bơi lội và ở dưới cuộc phong ba nhận chìm bởi đại dịch Covid-19. Thì hiện nay cái sự khủng hoảng kinh tế thế giới, ở đây không gọi là khủng hoảng mà gọi là đại khủng hoảng, gọi là gần như chắc chắn xảy ra. Thì nếu chúng ta có bất cứ một cái trụ liệu về chi tiêu tài chính nào trong gia đình thì nên bảo thủ và nên có sự phòng bị trong lúc tối lửa thắt đèn, và không nên có một cái đinh ninh rằng mọi việc nó sẽ xảy ra theo ý chúng ta. Thực tế cho đến ngày hôm nay, giờ phút này, thì tất cả những gì mà chúng ta nói, chúng ta bàn ở trong vòng 3-4 tháng tới về cái sự kích hoạt tái khởi động nền kinh tế của thế giới, nó vẫn là một câu hỏi to lớn. Và chưa có một ai, một cơ quan thẩm quyền nào biết rõ cho đến chừng nào đại dịch sẽ chấm dứt. Và điều mà người ta có thể nói được là nếu có một cái sự khám phá ra một loại thuốc chủng ngừa hay là trị liệu, đặc biệt là chủng ngừa COVID-19, thì ít nhất nó phải cần từ 1 năm đến 18 tháng để đem vào đại khối quần chúng, tức là nó hữu hiệu để đẩy lui đại dịch. Thì thứ gì cái mốc thời gian đó cũng như là những tiên liệu đó, nó nên là một điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Và bác sĩ Anthony Fauci đã nói rằng ta nghĩ đến cái gọi là cuộc sống trở lại bình thường, cái gọi là normalcy, cuộc sống bình thường đó, nó không phải là điều mà chúng ta nên bàn lúc này, mà đây là lúc mà chúng ta nên đặt vấn đề là mỗi chúng ta sẽ thích nghi như thế nào với hoàn cảnh mới và với nhiều cái biến động mà nó bao phủ toàn cả thế giới như vậy. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chiêu vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, xin chào tạm biệt Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, và luôn luôn ghi nhớ rằng sự chăm sóc tốt cho bản thân, tức là một cách cống hiến cho cuộc đời, cho những người chung quanh mình. Và sự chăm sóc tốt cho bản thân, nó phải bao gồm cả hai, thân xác cũng như tinh thần. Không thể chỉ có một và không hai được. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Bụt Thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu.
Con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Sa thu lành thai. Con Khai Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Cha. Mời Nhật Quỳnh để kinh dùm Nhật Quỳnh đây. Thank you.
xin.